câu chuyện này ấy, một phần lớn tôi dựa vào sự thật. Tôi mượn tên của em học trò của tôi đặt vào vì nó có ý nghĩa. Nhưng mà những cái chuyện xảy ra đó, nó gần như sự thật. Nó không có bao quanh cái hoa quỳnh. Thế nhưng mà cái chuyện mà rủ nhau đi vượt biên rồi người nọ giúp người kia vân vân các thứ đó, rồi trong một cái hoàn cảnh hết sức là cam go và nguy hiểm đó, tình thầy trò khăng khít như thế nào thì có thật. Nhất là cá nhân tôi đã từng chia sẻ những cái chuyện này với học trò của tôi mà. Tội nghiệp lắm. Nhiều khi nó biết tôi cũng không có tiền bạc gì. Mà tôi nói ra hơi xấu hổ. Nhà nghèo mà thích ăn ngon. Người ta gọi là con nhà lính tính nhà quan. Tôi thích ăn ngon lắm. Một trong những món tôi thích ấy, là mắm tôm chua. Cho nó ngon ghê. Ngon ghê. Có những đứa học trò đó, nó biết là thích cái đó. Nó để dành dụm tiền bạc, sao 3-4 đứa dành dụm tiền bạc, nó làm cái món đó ở nhà nhỏ kia. Rồi nó bảo thầy, hôm nay cái bài này khó quá, tụi em không có hiểu hết, đến giảng lại cho tụi em nghe. Tôi đâu biết đâu. Thì mình cũng hăng hái đi đến nơi đi giảng bài, đến nơi nó kéo vào, thầy ăn, thầy. Nó dọn một mâm mắm tôm chua cho mình ăn. Bún trắng ngần này, rồi những con tôm đỏ au, rồi những sợi cà rốt, những cái sợi đu đủ, trời nó ngon dễ sợ. Mà trong cái lúc đó ăn mới thấy ngon. Những cái cảnh đó tôi không thể nào quên được. Hoặc là cái lúc mà bắt đầu Sài Gòn khổ ấy đó, người ta không còn gạo nữa, bắt đầu cho ăn bo bo và đầu tiên là bột mì. Họ phát bột mì. Học trò chúng tôi đó, nó về chế đủ thứ bánh đó. Hết bánh nào bánh kia làm được cả bánh mì luôn. Biết thầy ăn thì bánh mì còn làm. Do đó là nhiều khi tôi có những học trò đó, học tôi hơn nửa thế kỷ trước, bây giờ vẫn liên lạc với nhau vì những cái lúc như thế này này. Làm thầy giáo cô giáo có những cái hạnh phúc riêng. Giàu thì không có giàu. Một trong những nghề nghèo là nghề làm thầy giáo cô giáo. Nhưng mà hạnh phúc thì giàu có lắm. Đấy, đại khái câu chuyện là như vậy. Bây giờ tôi xin nhờ cô đọc một vài đoạn thôi nhé. Hôm ấy trời bỗng dưng đổ mưa tầm tã. Cơn mưa bất chợt kéo đến, phủ một màu trắng xóa trên thành phố tiêu điều. Phía bên kia con hẻm, những giọt mưa lớn rơi nhanh xuống dãy mái tôn, bắn lên, nở ra những bông hoa pha lê trong vắt. Các cửa nhà đều đóng im ỉm, nhưng bọn trẻ con không biết từ lúc nào đã ào ra ngoài đường tắm mưa, la hét, nói cười inh ỏi. Tiếng chúng hòa lẫn trong tiếng mưa rơi, gió rít và tiếng ống cống thoát nước ào ào, tạo thành những âm thanh vô cùng hỗn độn. Tôi ngồi bên thành cửa sổ nhìn ra ngoài trời, bỏ mặc xấp bài luận văn đang chấm dở, nằm hờ hững trên mặt bàn. Những bài luận, trăm bài như một, đều viết theo khuôn mẫu định sẵn, ca ngợi chính sách của đảng và nhà nước. Lời văn hay, vụn hơn nhau chút xíu, nhưng tuyệt nhiên không bài nào có ý kiến riêng. Ngồi đọc cả trăm bài luận rập khuôn như thế, tưởng không còn có cực hình nào hơn nữa cho người dạy môn văn. Bởi vậy bỏ dở việc chấm bài, ra cửa sổ nhìn cơn mưa đổ xuống xối xả và nghe những âm thanh hỗn độn dưới đường, coi bộ vẫn còn thú vị hơn. Cơn mưa đến bất chợt là một giải thoát đúng lúc cho tôi, lúc mà sự chán ngán lên đến cao độ nhất. Nhưng không dám can đảm bỏ bút đứng lên, vì cách nào đi nữa tôi cũng phải ráng thanh toán cho xong xấp luận văn dày cộm như một quyển từ điển trong ngày hôm nay. Sự đột biến của không gian và thiên nhiên là cái cớ chính đáng để ngưng công việc lại. Hình như có một bóng người đang chạy vội ngang qua đường, nhắm ngay phía cửa nhà tôi. Trời mưa lớn quá, giữa ban ngày mà cái bóng chỉ mờ mờ ảo ảo. Tôi mở to mắt quan sát, cái bóng dừng lại dưới hiên nhà tôi thật, và rồi tôi nghe tiếng gõ cửa gấp rút. Không biết chuyện gì, tôi hơi e ngại nhưng cũng vội vàng bước xuống cầu thang rồi chạy ra mở cửa. Bóng người ào vào nhà cùng với những hạt mưa bị cuốn theo ngọn gió lạnh, ướt át. Tôi nghe tiếng chào, thưa cô, run rẩy thoát ra khỏi đôi hàm răng đang đánh vào nhau. À, thì ra là con bé Bảo Quỳnh, con nhỏ làm gì mà đến nhà tôi giữa lúc trời mưa tầm tã thế này. Nhưng bây giờ không phải là lúc thắc mắc, tôi đẩy vội Bảo Quỳnh vào phía trong, chỉ nhà tắm cho con bé, bảo vào lau đầu tóc và người cho khô đi, cô lấy quần áo cho mà thay. Bảo Quỳnh vâng, rồi ngập ngừng. Thưa, còn cái này. Gì đấy? Thưa cô, chậu hoa quỳnh em đem đến biếu cô. Rồi Bảo Quỳnh đưa ra phía trước chậu quỳnh nhỏ xíu, nãy giờ vẫn giấu sau lưng.
Tôi đỡ lấy, để lên mặt bàn bên cạnh. Dục: được rồi, để đây. Bảo Quỳnh vào lau người cho khô đi, coi chừng bị cảm đấy. Bảo Quỳnh vào phòng tắm rồi, tôi quay vào phòng trong, lục tìm trong căn tủ quần áo một bộ tương đối vừa mặc cho con bé. Lâu lắm rồi tôi không may mặc, mua sắm gì cả. Áo quần đều đã cũ, hầu hết đã sờn vai ngã màu. Tôi vẫn mặc đến trường dạy học tỉnh bơ. Bây giờ chẳng còn ai cười ai, vì người nào cũng như người nào. Nghĩ ngợi một lúc, tôi chắc lưỡi, lấy trong đáy tủ ra bộ quần áo lụa màu cánh sen. Đây là bộ quần áo kỷ niệm. Hồi đó, Khanh đã đưa tôi đi phố mua vải và dẫn đến một tiệm may quen đo, cắt. Mua vải, may quần áo cho nhau đã là một hành động gần gũi và thân mật lắm rồi. Nhưng rồi Khanh đã ra đi, ngay từ những ngày chớm biến động. Tôi không biết bây giờ chàng ở tận chân trời nào. Mong tin và thư của chàng thì mong quá. Nhưng mãi đến nay, hơn 2 năm trôi qua, tôi không nhận được tin tức gì về chàng cả. Cầm bộ quần áo lụa trên tay và áp nó lên người, tôi hơi rùng mình, như cảm thấy da thịt được vuốt ve. Bước vội về phía nhà tắm, vắt bộ quần áo ngang qua thành cửa, tôi dặn với vào trong. Quần áo khô có sẵn đây, thay đi rồi ra đây với cô. Bảo Quỳnh đáp lại bằng một tiếng dạ thật ngoan và hiền. Tôi bước ra ngồi ở bàn, vừa ngắm chậu hoa quỳnh, vừa lang mang nghĩ đến cô học trò dễ mến này. Đó là một chậu quỳnh mới ươm, chiếc lá quỳnh lớn, một nửa lấp dưới đất, một nửa nằm bên trên. Từ cạnh lá mọc lên một cọng cao và thẳng, trên đó có những cái lá nhỏ xíu mới hình thành, còn giữa màu hung đỏ. Ngoài cái màu hung đỏ của lá non ấy, còn lại là một màu xanh như ngọc thạch. Cây quỳnh mới mọc trông thanh nhã và đầy nhựa sống. Tôi thích quỳnh, một phần vì hoa của nó khi nở trông thật đẹp, một phần vì Khanh thích loại hoa này. Hồi đó, mỗi lần lại thăm Khanh, tôi thường theo chàng ra mảnh vườn nhỏ sau nhà, ngắm những chậu quỳnh tươi tốt do chính tay chàng chăm sóc. Thỉnh thoảng, Khanh chỉ cho tôi coi những nụ hoa mới mọc và lộ vẻ sung sướng một cách rất hồn nhiên, khiến tôi cũng thấy vui lây. Những ngày tươi đẹp và thân ái ấy bây giờ đã xa, chúng tôi mỗi người một ngã. Tôi không có dịp trở lại căn nhà Khanh ở ngày xưa nữa, vì một lần đi qua đó, tôi thấy lố nhố trước cửa những người lạ hoắc từ đâu dọn đến đấy. Không biết những chậu quỳnh còn ở nguyên chỗ cũ không? Và nếu còn, nó có được chăm sóc đúng mức hay không? Tôi lấy làm ân hận là ngày đó đã không xin Khanh một chậu về nhà. Nếu có, mỗi lần nhìn cây quỳnh, chắc rằng tôi thấy gần gũi chàng hơn, mặc dù thực tế chúng tôi trùng trùng ngăn cách. Vốn thích giống hoa quỳnh từ trước, nên cách đây hơn một tháng, khi lại thăm nhà Bảo Quỳnh, tôi thực sự xúc động khi nhìn thấy dáng cây hoa quen thuộc trong vườn sau nhà cô bé. Thấy tôi ngắm nghía cây hoa mãi, Bảo Quỳnh nói, nếu cô thích em sẽ ươm cho cô một cây. Cô yên chí đi, ông nội của em chỉ cho em cách ươm rồi, dễ lắm cô ạ. Chỉ cần một cái lá đã già nhưng còn tươi, cắm xuống đất, chịu khó tưới bón, chỉ lâu sau sẽ có cái cây mới mọc lên ngay ở mép lá. Tôi gật đầu nhưng sau đó quên khuấy đi chuyện ấy, cũng không nghĩ là cô học trò giữ lời hứa đến thế này. Hóa ra ngay từ hôm tôi lại thăm, Bảo Quỳnh đã ươm cây quỳnh non này cho tôi rồi. Đó, cô ngồi đấy đi. Cô có nhớ những trận mưa ở Sài Gòn không? Dạ. Mưa như là trên trời đổ nước xuống. Chút nước, dạ. Mưa như chút nước vậy. Nhưng mà những cái tình cảm của một cô giáo thời đó như thế này, tôi nghĩ cô Minh Châu không trải qua. Dạ. Tại vì cô còn trẻ quá, không có trải qua cái giai đoạn mà đổi đời năm 75. Dạ, mình không dạ biết chưa. Lúc đó còn một số người thân mà hiểu nhau thì gần gũi nhau lắm. Mà khi chúng ta gần gũi nhau trong hoàn cảnh rất khó khăn như vậy, đã từng chia sẻ những nỗi lo sợ buồn thảm với nhau á, thì không bao giờ mà quên nhau nữa. Cái câu chuyện và mối tình rất là trong sạch giữa bé Bảo Quỳnh này với cô giáo á, nó như vậy. Cô giáo không thể nào quên được Bảo Quỳnh. Và Bảo Quỳnh khi cần cầu cứu á, chỉ biết cầu cứu cô giáo thôi. Yeah. Chuyện nó dài lắm. Nhưng mà bây giờ này, cô đọc cái bức thư đó. Yeah. Bức thư Bảo Quỳnh viết cho cô. Tội. Thưa cô, Bảo Quỳnh, học trò cưng của cô đây. Em đã đặt chân đến trại tị nạn ở Thái Lan với một thân xác và cõi lòng tan nát. Vừa ra cửa biển, ghe bị tàu biên phòng rượt bắt. Tài công cho ghe chạy thục mạng. Đạn bắn như mưa. Nhờ đêm tối, ghe vượt thoát, nhưng một số người trúng đạn thiệt mạng, trong đó có Tuấn. Em đã ngất đi khi người ta ném xác Tuấn xuống lòng biển sâu.
Bốn lần ghe gặp phải hải tặc Thái Lan, cả bốn lần không một đàn bà con gái nào trên ghe thoát nạn, kể cả những em bé 13, 14 tuổi. Em là một trong những cô gái bị chúng hành hạ, dằn vặt nhiều nhất, có lẽ vì em có chút nhan sắc. Thưa cô, sao bây giờ em ghét cái tên Bảo Quỳnh của em thậm tệ? Hay là cái tên đó nó vận vào người em, mà thân phận em có lẽ còn tệ hơn bông hoa Quỳnh nữa? Bông hoa còn nở một lần rồi mới héo tàn. Riêng em, tuổi trẻ chưa có một lần nở hoa đã bị tàn phá. Đôi lúc em không muốn sống và có ý định tự hủy, nhưng em nghĩ đến ba má, đến ông nội, nên lấy lại được can đảm. Ba má không bao giờ muốn em sống yếu đuối và luôn dạy em phải phấn đấu với mọi nghịch cảnh. Nhưng thú thật với cô, em không biết mình sẽ giữ được lòng can đảm đến bao giờ. Em hiện không còn thân nhân nào ở nước ngoài. Những người trước đây chúng em định nhờ giúp đỡ là họ hàng bên nhà Tuấn. Bây giờ Tuấn không còn nữa. Những liên hệ đó không có ảnh hưởng gì với em cả. Em mong cô, nếu có thể, em nói nếu có thể, vì sợ làm phiền cô và nhất là phiền thầy, làm thủ tục bảo lãnh cho em. Xin cô thoải mái quyết định, vì em cũng không muốn mang tiếng là đem vận xui đến cho ai. Tôi buông rơi bức thư, nước mắt giàn giụa. Tôi không ngờ cô học trò cưng của tôi lại gặp cảnh khổ đến như thế. Qua cơn xúc động, tôi nghĩ đến việc cấp tốc làm giấy bảo lãnh cho Bảo Quỳnh. Một việc thứ hai tôi nghĩ cũng cấp bách không kém, đó là năn nỉ Khanh. Xin chàng dọn hết những chậu Quỳnh mà chàng rất mực yêu quý đi nơi khác. Dù là Quỳnh trắng nở một đêm hay Quỳnh màu nở được mấy ngày. Tôi e sợ ít tháng nữa đây khi Bảo Quỳnh đến thăm căn nhà này với chúng tôi, nhìn những chậu Quỳnh ấy sẽ động mối thương tâm. Xin lỗi cô, tại vì nghe lại chuyện này tự nhiên mình xúc động á. Dạ. Không cầm được nước mắt. Thương thầy. Ừ. Mà toàn là chuyện có thật không? Dạ. Chúng tôi là thân phận đi vượt biên mà. Những cái chuyện mà bị tai nạn trên biển như thế này chúng tôi biết hết. Cũng may là tàu chúng tôi thì không gặp tai nạn. Nhưng mà nhiều tàu bị lắm. Dạ. Thôi có lẽ chúng ta phải ngưng cái câu chuyện Bảo Quỳnh ở đây vì câu chuyện thương xót quá. Dạ. Câu chuyện thứ hai tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay đó cũng lại liên quan đến Đà Lạt. Liên quan đến một loại hoa mà tượng trưng cho Đà Lạt. Là hoa anh đào. Anh đào, vâng, anh đào. Đà Lạt có nhiều hoa anh đào. Ngay trước cổng Viện Đại học Đà Lạt cũng có một cây anh đào. Cái cây anh đào trước cổng Đại học Đà Lạt đó, nó ra một thứ quả cô ạ. Nó nhỏ nhỏ thôi. Yeah. Ăn không được. Nó hơi ngái ngái một chút. Nhưng mà người ta vẫn hái những cái quả đó. Họ ủ làm rượu. Uống khá ngon. Yeah. Nhưng mà còn thành phố Đà Lạt thì rất nhiều anh đào. Đà Lạt nổi tiếng về hoa anh đào. Đà Lạt nổi tiếng về Viện Đại học Đà Lạt. Và Đà Lạt còn nổi tiếng về một điểm nữa. Đó là Trường Võ Vị Quốc gia Đà Lạt. Tất cả những thanh niên ưu tú của đất nước đó, mà ở trong quân đội đó, là được gửi về học ở Trường Võ Vị Quốc gia Đà Lạt. Một cơ sở rất rộng rãi mà các sinh viên sĩ quan đó đó ăn mặc đẹp lắm cô. Hồi đó là lễ phục của sinh viên sĩ quan Đà Lạt đó, được phong là bộ lễ phục đẹp nhất Á Châu. Đẹp lắm. Và khi học ở trong trường Võ Bị Đà Lạt đó, là người ta coi về sức khỏe, về hình dáng người, đủ thứ hết và kiến thức. Và vậy, ngày cuối tuần nữa mà các sinh viên sĩ quan Đà Lạt ra phố đó, các cô mê không tưởng tượng được, đẹp quá mà. Người trai thầy loạn mà hùng, mà đẹp nữa, mà bay bướm nữa. Mê lắm. Mê lắm. Mà vậy cô nào mà có bạn trai là sinh viên sĩ quan Đà Lạt cũng đáng cũng oai lắm. Oai lắm. Câu chuyện này liên quan tới một cô, một cô em văn nghệ của tôi. Chuyện là chuyện thật. Chuyện thật. Hôm nọ cô em văn nghệ của tôi và người chồng đó đọc câu chuyện này, cả hai rất xúc động vì tôi ghi chuyện thật của họ. Đương nhiên tôi có thêm một số những cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cái điểm chính trong đây là chuyện có thật. Anh này sinh viên sĩ quan Đà Lạt, cô này là một con nhà gia thế ở Đà Lạt, có liên quan tới cái căn biệt thự mà tôi nói ở trong một câu chuyện lần trước, Văn U Thảo đó. Cô đó ở trong cái nhà đó. Thì họ quen nhau. Anh chàng này đó
đẹp trai, hiền lành, lễ độ, thành được lòng bà mẹ của cái cô này lắm. Yeah. Ừ, rất được lòng. Thì bà ấy biết anh này giỏi, nhất là sinh viên sĩ quan Đà Lạt đó mà, giỏi nhiều môn lắm, toán học cũng giỏi nữa. Thì cho anh này được phép đến làm gia sư kèm với cô này. Thì từ đó mối tình này nở. Ừ. Đương nhiên là khi vắng người lớn thì hai anh chị cũng nắm tay nắm chân nhau các thứ vân vân. Tình cảm đẹp lắm. Yeah. Ừ. Nhưng đùng cái 30 tháng 4 gia đình cô này cũng tan hoang, anh này đi tù cải tạo. Khi đó là hai người đã lấy nhau rồi. Lấy nhau rồi. Bố cô này cũng đi tù cải tạo. Ông chồng mới cưới này cũng đi tù cải tạo. Cô này ở nhà lo buôn bán để mà tiếp tế cho bố và cho chồng. Hồi đó đó, tôi nghe nói vì tôi cũng vậy. Tôi không ở trong trại tù cải tạo ngày nào cả. Nhiều người bảo tôi sau đời tôi may quá à. Lính không đi một ngày, tù cải tạo không bị một ngày. Tôi bảo nhưng mà tôi tiếc. Bảo thôi ông ơi, ông may như thế rồi còn tiếc cái gì nữa. Ông bảo có, tôi biết là tôi may. Nhưng mà tôi tiếc hai cái. Thứ nhất, tôi không có được cái cảm xúc của cái đời chiến binh. Mà huynh đệ chi binh thương nhau như thế nào trong hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh tôi không được hưởng. Thứ hai nữa là đương nhiên tù cải tạo được khổ lắm chứ. Nhưng mà bạn tôi bị cả đám, mà tôi được ở nhà. Mình cảm thấy như mình có một cái gì đó, mình có lỗi. Thật ra mình không làm gì lỗi cả, nhưng mà bạn bè mình y như mình thôi, mà hoàn cảnh cuối cùng như vậy, mình không sao. Khổ. Khổ nó trong lòng mình. Khổ. Dù rằng thực sự tôi may mắn.